Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Hôm nay là ngày 30 tháng 9 năm 2020, cơ sở đồ gỗ đồ đá Hiền Lành tiếp tục làm video clip giới thiệu tới quý vị các bạn về vỏ sò tai tượng. Đây là vỏ sò hóa thạch 1.000 năm được vớt dưới đáy đại dương và sau đó thì khách hàng chuyển về cho chúng tôi để điêu khắc. Và trên hình các bạn đang chiêm ngưỡng đây là siêu phẩm chạm Vinh Quy Bái Tổ. Vinh Quy Bái Tổ thì là câu nói chỉ tục lệ những cái người mà đỗ đạt công danh, vinh hiển vẻ vang, có hành trình trở về quê hương để bái tổ tiên, ra mắt họ hàng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, nhớ về nguồn cội của mình để ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân đi trước, tổ tiên ông bà cha mẹ đã truyền dạy. Và khi thi đậu tú tài, cử nhân được hàng tổng đón rước, đậu ở đại khoa từ phó bảng trở lên được hàng huyện đón rước. Và kết quả thì sẽ được người trong triều tới báo tin về làng và cử ngay người đến gặp vị tân khoa để xin ấn định ngày vinh quy bái tổ. Khi trở về thì vua ban cho rất nhiều thứ như yến tiệc, mũ áo, cân đai và những phúc lợi tiền bạc. Và người trở về làng thì được đám đông đón rước long trọng và có cờ trống đánh hiệu dọc đường. Thì thứ tự đoàn rước của vinh quy bái tổ thì còn có cờ quạt đến cờ biển vua ban, tiếp đó là người tân khoa sẽ cưỡi ngựa có lọng tre trên đầu cùng các lính hầu cầm quạt vây quanh, và vị tân khoa mà có vợ thì được đức doán rước đón bằng lọng. Và trong nhiều đám vinh quy thì là có cha mẹ của cái vị quan, thì chúng tôi đã tái hiện lại cái cảnh rước vị tân khoa vinh quy bái tổ trên vỏ sò tai tượng điêu khắc 1.000 năm. Đây cũng là một đơn đặt hàng của khách hàng ở Hải Phòng. Các anh có vỏ sò các anh đã gửi về và cơ sở đồ gỗ Hiền Lanh đã thi công điêu khắc 100%, chúng tôi đục thủ công bằng tay, không can thiệp máy. Và các bạn đang chiêm ngưỡng đây là tác phẩm Vinh Quy Bái Tổ, thì chúng tôi cũng vừa thuyết minh rồi về cái ý nghĩa của bức Vinh Quy Bái Tổ là đón vị tân khoa có cái chức quan và được người dân đón rước long trọng tử tế và được vua ban rất là nhiều các cái sắc phong, và đã được chúng tôi tái hiện lại trên nền tảng vỏ sò tai tượng hóa thạch 1.000 năm. Thì quý khách có nhu cầu điêu khắc vỏ sò tai tượng chạm Vinh Quy Bái Tổ thì hãy liên hệ về cho chúng tôi qua hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Chúng tôi nhận điêu khắc vỏ sò tai tượng theo kích thước mẫu mã đa dạng mà quý khách yêu cầu. Và chúng tôi cũng báo luôn là tùy theo các cái vỏ sò mỏng dày khác nhau, chúng tôi sẽ điêu khắc theo các cái hình thù mà hợp với cái vỏ sò của quý vị. Bức vỏ sò này có tổng chiều dài trên 80, chiều rộng 50. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh, Đồ Đá Hiền Lanh để cập nhật được các cái video cũng như mẫu vỏ sò tai tượng mới nhất mà chúng tôi đưa lên trên YouTube. Quý khách đăng ký kênh thì quý khách có thể tiện theo dõi hơn các cái video mới nhất mà chúng tôi đưa lên. Quý khách trên toàn quốc có vỏ sò, quý khách hãy gửi về địa chỉ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, thì chúng tôi sẽ tư vấn và điêu khắc cho quý vị cái mẫu.